Barcelona chính thức lên tiếng sau khi Messi tới Mỹ. Messi từng có khát khao rất lớn trở lại Barcelona khi anh chẳng bận tâm những lời đề nghị khác ở châu Âu. Nhưng rồi giấc mơ ấy lại tan thành mây khói. Barca không đáp ứng được những yêu cầu về mặt tài chính để đưa Messi trở lại, dù được La Liga bật đèn xanh. Nhưng trong thông báo mới đây, đội bóng này lại cho biết Empulga muốn đến giải đấu có ít sự cạnh tranh hơn. Vào ngày 5 tháng 6, ông Jorge Messi, người cha cũng như đóng vai trò người đại diện cho Lionel Messi, đã thông báo tới chủ tịch Juan Laporta về việc cầu thủ này sẽ tới Inter Miami. Trước đó, Barca đã gửi lời đề nghị tới Messi nhằm mục đích giúp anh tái hợp câu lạc bộ. Về phần chủ tịch Juan Laporta, ông hiểu và tôn trọng quyết định của Messi. Anh ấy muốn thi đấu ở giải đấu có ít sự cạnh tranh hơn, tránh xa những áp lực mà cầu thủ này từng phải chịu trong những năm gần đây. Chủ tịch Laporta và Jorge Messi đã làm việc cùng nhau và đi đến thống nhất sẽ có buổi lễ tôn vinh Lionel Messi. Đây là cầu thủ đã, đang và sẽ luôn được các fan Barca yêu quý. Dòng thông báo kể trên của Barcelona khiến các fan của đội bóng này thực sự phẫn nộ. Theo ghi nhận của tờ Daily Mail, nhiều cổ động viên khẳng định đội chủ sân Nou Camp thiếu sự tôn trọng với huyền thoại xuất sắc bậc nhất lịch sử câu lạc bộ. Tôi chẳng hiểu tại sao Barca lại đối xử tồi tệ như vậy với Messi. Có nhiều cách để Barca tôn vinh cầu thủ vĩ đại nhất từng thi đấu cho họ. Những gì Barca làm không khác gì cú tát vào mặt Messi. Barcelona đã bỏ rơi Messi. Messi sau khi nhận ra vấn đề của Barcelona, quyết định chuyển hướng sang Inter Miami thi đấu. Siêu sao sinh năm 1987, lo sợ rơi vào tình cảnh tương lai bất định, giống như những gì đội bóng sân Nou Camp từng đối xử với anh vào năm 2021. Cả giải nhà nghề Mỹ pháo luật để đón dàn sao cựu Barcelona. Vé vào sân trận đấu của Inter Miami lúc này đã tăng vọt vào khoảng 20 lần và hiệu ứng Messi lớn tới mức một số tranh tường chân dung của anh đã được vẽ trong thành phố và một số cầu thủ của câu lạc bộ đội bóng rổ Miami Heat đã mặc áo Argentina của Messi khi khởi động trước trận gặp Denver Nuggets ở trận thứ 3 của series chung kết NBA. Nhưng Messi đến Inter Miami mới chỉ là cú hích cho đội bóng này về mặt hình ảnh và thương mại, chứ về chuyên môn thì chưa. Messi vẫn chỉ là cầu thủ trong khi đội hình của Miami hiện tại là khá yếu, khiến họ đang đứng bét bảng ở miền đông của giải nhà nghề Mỹ MLS. Đây đang là giai đoạn giữa mùa giải và Inter Miami cần nhiều hơn ở Messi để có thể tranh vé playoff. Theo nhà báo Gaston Edun, Inter Miami lúc này đã bắt đầu quá trình đàm phán hợp đồng với ba cầu thủ khác là Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suarez. Toàn là các đồng đội thân thiết với Messi ở Barca. Busquets và Alba vừa hết hợp đồng với Barca, trong khi Suarez đang khoác áo Grêmio ở Brazil. Cho nên, việc mời Busquets và Alba về Miami dễ hơn. Chưa kể báo chí Brazil cho biết, Suarez có điều khoản thanh lý hợp đồng đến tận 75 triệu euro ở Grêmio. Đáng chú ý là nếu chiêu mộ được Busquets và Alba, Inter Miami sẽ hy vọng giải MLS phá luật để họ đạt được điều này. Luật MLS có những quy định khá chặt về quỹ lương. Trong đó, luật cầu thủ chỉ định cho phép mỗi đội được chọn 3 cầu thủ để đăng ký hợp đồng với mức lương cao và số tiền lương của họ sẽ không bị tính như vậy vào quỹ lương đội bóng. Luật này còn được gọi là luật Beckham vì Los Angeles Galaxy năm 2007 đưa về và Big Beckham theo luật này. Beckham hưởng lương 6,5 triệu đô một năm tại Galaxy, nhưng con số đó không bị tính vào quỹ lương của câu lạc bộ này. Thay vào đó là một con số nhỏ hơn rất nhiều. Với việc đón về Messi, Inter Miami đã đủ suất 3 cầu thủ chỉ định là Messi cùng với tiền đạo Leonardo Campana và tiền vệ Rodolfo Pizarro, nên họ sẽ phải loại bỏ hai suất chỉ định của Campana và Pizarro để đưa về Busquets và Alba, mà điều đó không dễ. Dù vậy, MLS có tiền lệ phá luật vì lợi ích của giải đấu. Ông chủ của các câu lạc bộ đều có tiếng nói về mặt chính sách và chính họ cũng đã đồng ý cho MLS phá luật trong giai đoạn 2007-2012 để LA Galaxy có điều kiện tuyển quân sau khi sở hữu Beckham. Galaxy rốt cuộc đã vô địch MLS Cup năm 2011 với Beckham, Robbie Keane và Landon Donovan trong đội hình. Do đó, MLS lần này có thể sẽ phá lệ cho Inter Miami sau khi đã đón được Messi. Ronaldo bị gạch tên khỏi đội hình tiêu biểu Saudi Pro League. 14 bàn sau 16 trận đã không đủ giúp cho Cristiano Ronaldo lọt vào đội hình hay nhất của mùa giải Ả Rập Xê Út 2022-2023. Cá nhân Ronaldo đã trải qua mùa giải khá tệ trong sự nghiệp, tờ Marca mô tả. CR7 có mùa giải thứ hai liên tiếp không giành hiệu. Trước khi CR7 đến, Al Nassr hơn đội bám đuổi 8 điểm. Cuối mùa, họ vượt mất chức vô địch khi để Al Ittihad dẫn ngược 5 điểm. Al Nassr bị Al Ittihad loại ở siêu cúp Saudi Arabia vài ngày sau khi CR7 đến và thua tiếp một Al Weida đang bị đe dọa xuống hạng ở Kings Cup. Đội bóng có trụ sở tại Riyadh thể hiện lối đá thiếu thuyết phục, mặc dù có Ronaldo.
Ronaldo bị loại, song hai người đồng đội của anh ở Nanas được chọn. Luis Gustavo được xếp đá hàng tiền vệ 3 người cùng Romarinho của Anitiat và Kaku của Antawon. Trong khi đó thì Conan của Anas được đánh giá là hậu vệ trái hay nhất giải. Ba vị trí còn lại của bộ tứ hàng phòng ngự thuộc về Anes Hagazi, Ahmed Sarahili và Madala Anolayan. Marcelo Grohe được chọn là thủ môn. Bốn cầu thủ này đều là người của Anitiat, đội vô địch mùa này. Sau Pro League mùa tới sẽ hứa hẹn trở nên cạnh tranh và hấp dẫn hơn. Karim Benzema vừa chia tay Real để đến Trung Đông chơi bóng. N'Golo Kanté, Ramos hay là Busquets được kỳ vọng sẽ là những cái tên tuổi tiếp theo xuất hiện ở giải đấu số 1 Ả Rập Xê Út. Xavi gạch tên Neymar ra khỏi danh sách chuyển nhượng. Tờ Mundo Deportivo trích ý của huấn luyện viên Xavi Hernandez như sau: Neymar không nằm trong tầm ngắm tăng cường lực lượng của Barca. Viễn cảnh Neymar đến Barca được nhắc đến sau khi Lionel Messi từ chối đội của ông cũ để chuyển tới Inter Miami. Trên một luồng livestream của nhà báo Gera Romero, Xavi cũng khẳng định điều tương tự. Về lý thuyết thì Neymar không có tên trong danh sách kế hoạch của chúng tôi. Tôi trân trọng khát khao của anh ấy, nhưng Neymar không phải là sự ưu tiên. Trước đó, có thông tin cho rằng Neymar đã bật đèn xanh với đội bóng cũ để anh có thể trở lại Nou Camp sau khi rời PSG. Quyết định đó đến sau khi Messi không trở lại Barca vì không đạt thỏa thuận cá nhân. Neymar từng có 4 năm thành công trong áo đội bóng Catalan từ năm 2013 đến năm 2017. Sau đó anh chuyển đến PSG và thi đấu cho đại gia nước Pháp. PSG đang tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ thời hậu Messi. Tương lai của cầu thủ sinh năm 92 là một trong những chủ đề được quan tâm nhất. Huấn luyện viên Xavi đang có những cuộc họp trực tuyến với đội ngũ lãnh đạo và chủ tịch của đội bóng để hoàn thành kế hoạch mua sắm trong mùa hè. Ông sẽ đi nghỉ mát sau buổi nói chuyện với các cầu thủ qua điện thoại hoặc qua Zoom. Ưu tiên của Xavi lúc này là tìm một hậu vệ cánh phải. Sajasim muốn đưa Skavat Kelia về MU. MU đang lên kế hoạch nâng cấp khá nhiều vị trí trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trên hàng công thì không chỉ mang về một tiền đạo trung tâm đẳng cấp, mà huấn luyện viên Ten Hag còn đang cân nhắc củng cố lại vị trí tiền đạo cánh trái. Thực tế đây là một động thái khá bất ngờ, bởi MU đang sở hữu hàng loạt tài năng sáng giá có khả năng thi đấu như một tiền đạo cánh trái. Dù vậy, trong trường hợp được tiếp quản bởi Sajasim, dự kiến mong muốn của Ten Hag sẽ được đáp ứng bằng một bản hợp đồng bom tấn. Cụ thể, nguồn tin từ Football Fancast cho biết danh sách các mục tiêu mà Sajasim đang nhắm đến để nâng cấp đội hình của MU còn có tên của Faraz Kelia, tiền đạo cánh trái xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại. Với 14 bàn thắng và 17 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, Faraz Kelia đã góp công lớn vào mùa giải thành công vừa qua của Napoli. Được biết đến, nhà vô địch Serie A chỉ cân nhắc chia tay trụ cột của mình nếu nhận được một lời đề nghị rơi vào khoảng 120 triệu bảng. Man City chốt mức giá bán Mahrez cho câu lạc bộ Ả Rập. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Al Ahly hiện đang lên kế hoạch ký hợp đồng với Riyad Mahrez. Về phần của Man City, tuy vẫn chưa được câu lạc bộ đến từ Ả Rập Xê Út tiếp cận, nhưng họ cũng đã sẵn sàng chia tay Mahrez. Song đội bóng chủ sở Etihad dự kiến sẽ yêu cầu một mức phí đáng kể cho cựu sao của Leicester City. Ký giả người Italia cho biết, xác nhận đội bóng đến từ Ả Rập Xê Út, Al Ahly quan tâm đến Riyad Mahrez. Cụ thể là họ muốn ký hợp đồng với ngôi sao người Algeria, nhưng Manchester City vẫn chưa được tiếp cận ở giai đoạn này. Man City sẽ yêu cầu một mức phí thích hợp cho Mahrez, không có khả năng để cậu ấy ra đi miễn phí. Trong quá khứ, Man City đã phải bỏ ra gần 70 triệu euro để chiêu mộ Mahrez từ Leicester. Với việc hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn đến tận năm 2025 và Mahrez vẫn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa, hiển nhiên The Citizen sẽ không để anh rời đi dễ dàng. Hiện tại chân sút người Algeria đang được Transfermarkt định giá vào khoảng 30 triệu euro.